Chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng một chương trình tên là Acoustica Mixcraft. Chương trình này dùng để thu âm và ghép âm thanh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách thu âm bằng micro như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta hãy mở chương trình này lên. Thì các bạn thấy đó, thì sau khi mở lên thì nó sẽ hỏi thế này thế kia. Thì các bạn sẽ bấm vào đây, vào cái hình micro này. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm cái micro vào trong cái máy của mình. Cắm xong thì các bạn sẽ bấm vào đây, bấm vào cái chỗ mà arm, bấm vào đây. Các bạn bấm vào theo. Thì các bạn thấy nó sẽ đỏ lên, đỏ lên. Và mình lại tiếp tục bấm vào trong cái mũi tên này, phía sau của nó, bấm vào đây. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ hiện ra những cái gì mà trong cái sao khạc của chúng ta đang có. Chẳng hạn như là đây chúng ta thấy front mic, có nghĩa là cái micro mà cắm ở cái lỗ phía trước của cái máy đó. Rồi những cái chỗ khác thì có là in stereo mic, nhưng mà ở đây thì chúng ta xài bằng micro. Vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào trong cái bấm chọn vào trong cái front mic này và chạy và tiếp tục chỉ nó vào cái này. Để qua đây chúng ta bấm vào trong cái chữ stereo này. Còn bằng như chúng ta chỉ muốn thu có một lần thôi, là phải lần phía bên trái hoặc là lần phía bên phải, thì tùy đó mà thì chúng ta sẽ bấm vào từng cái mà chọn. Nhưng mà thường thường thì chúng ta sẽ chọn cả hai lần luôn là stereo. Vậy tuy nhiên ví dụ như là cái micro của mình đó, là chỉ có một lần thôi, thì dù có bấm vào chỗ này thì nó cũng là chỉ có một lần. Còn riêng tôi đang xài cái micro này là nó có hai lần, cho nên đó là nó thuộc cái loại stereo. Bởi vậy tôi mới bấm vào đây để lựa chọn. Sau khi chúng ta đã chọn cái này xong rồi thì nó sẽ mất. Đó là chúng ta đã chọn để mà thiết lập cái micro để cho nó thu và nó mới nhận được. Thì các bạn thấy khi mà nó đã nhận được rồi đó, thì các bạn sẽ thấy là cái làn âm thanh này nè, nó nhảy. Khi mà mình nói á, thì nó sẽ nhảy, thế không nói thì nó sẽ không không nhảy. Và chúng ta muốn cho nó thu lớn hay thu nhỏ thì chúng ta sẽ kéo cái thanh đỏ này nghe, kéo 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 qua bên này á, thì nó sẽ nhỏ, có nghĩa là mình thu vào đây nó sẽ nhỏ. Còn bằng như chúng ta muốn thu cho thật là lớn á, thì chúng ta sẽ kéo nó tới 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 huốc bên này, thì âm thanh nó sẽ ra lớn. Rồi bây giờ chúng ta sau khi mà đã thiết lập xong cái phần như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thu. Chúng ta sẽ thu bằng cách là chúng ta bấm vào trong cái cục đỏ này nè. Bấm vào đây để bắt đầu thu các bạn coi nha. Bấm vào. Đó, các bạn thấy nó bắt đầu thu đó. Thì chúng ta sẽ hát hay là chúng ta nói, chúng ta đọc truyện gì tùy ý ha, thì nó sẽ thu vào đây hết. Các bạn thấy những cái biểu thị âm thanh đó là nó có những cái lằn đen đen này nè, nó chạy ra đó. Thì chúng ta muốn ngừng lại thì chúng ta bấm vào cái cục xanh xanh này nè, bấm vào đây. Các bạn thấy không? Tức là nó sẽ ngừng lại. Đó là chúng ta đã thu xong. Và cái công việc thu âm thì nó đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta lại muốn thu nữa thì làm sao? Thu nữa thì chúng ta sẽ thu tiếp để coi thu tiếp nó như thế nào. Bấm vào đây coi nó có chạy không. Thì chúng ta lại bấm vào đây. Các bạn thấy không? Đó. Thì nó lại tiếp tục thu lấy cho mình. Rồi chúng ta muốn ngừng ngừng nghỉ để chẳng hạn đi đâu đó, rồi một lát về thu tiếp thì chúng ta bấm vào đây. Rồi để nó rồi thu. Đó là ví dụ như là chúng ta thu xong rồi. Khi mà chúng ta lại muốn dùng một cái lần khác để mà thu, ví dụ như cái lần dưới, thì chúng ta lại phải bấm, không bấm vào đây như hồi nãy mà chúng ta bấm vào xuống cái lần số 2 này nè ha. Bấm vào đây, bấm vào chỗ này, thấy không các bạn? Thấy không? Thì các bạn thấy là nó biến ra thành màu xanh. Và chúng ta lại cũng làm giống như cái hồi nãy, là chúng ta bấm vào cho cái arm này cho nó đỏ lên. Khi mà chúng ta chọn vào cái arm này có nghĩa là nó biết rằng chúng ta sẽ thu tiếp tục
nhưng mà không bằng cái lần hồi nãy mà bằng cái lần này, cho nên ở trên nó tự động nó nghĩ, nó không có hiện ra gì hết. Thì bây giờ chúng ta là cũng làm giống như hồi nãy, là bấm vào cái cục này rồi chúng ta lại chọn cái micro mà chúng ta ở cái mà chúng ta đang xài đó, là cái front mic này và stereo này, bấm vào đây đó, rồi thì chúng ta là bấm vào đây vào cái cục đỏ này thì nó sẽ tiếp tục thu. Nhưng mà các bạn nhớ như thế này, khi mà cái vạch âm thanh đó, màu xanh này nó nằm ở đâu đó, là nó sẽ bắt đầu thu ở đó. Cho nên chúng ta muốn thu lại từ ngay từ cái điểm đầu tiên thì chúng ta phải kéo cái này nè trở lại cái vạch số 0 ở trên đầu này. Mà muốn cho nhanh nhất thì các bạn sẽ bấm vào trong cái hình này nè, cái hình cái mũi tên mà ngược lại đó, vô đây nha. Các bạn coi nè, bấm vào đây. Thấy chưa? Thì nó sẽ chạy trở lại cái vạch số 0 đầu tiên này. Có nghĩa là chúng ta muốn thu nó ngay từ đầu chứ chúng ta lại không muốn thu nó tiếp tục của cái trước. Cái đó thì tùy nha. Thì rồi, nó là xong cái phần mà chúng ta đã thu âm. Và bây giờ tôi xin lại nói tiếp là về cái chuyện mà sau khi mình thu rồi thì làm sao. Ví dụ như mình thu rồi thì mình có quyền nghe lại. À, các bạn sẽ nghe lại bằng cách nào? Ví dụ như mình giờ đã thu cái lần này, à, thì bây giờ thì chúng ta phải bấm lại cái lần này cho nó xanh lên. Và ở đây là chúng ta chỉ thí dụ thôi, cho nên chúng ta sẽ không có thu ở đây, thì chúng ta sẽ cho nó trả lại cái bình thường của nó đi. Là chúng ta sẽ bấm vào đây lần nữa, các bạn thấy không? Là nó sẽ không có, nó không có hoạt động gì cả. Thì chúng ta sẽ trở lại cái mà chúng ta đã thu. Thì bây giờ chúng ta muốn chẳng hạn như chúng ta nghe lại thì là nghe làm sao, thì cho cái vạch này nó trở lại cái từ cái điểm đầu của nó là vạch số 0 này, rồi mình sẽ bấm vào trong cái hình mà mũi tên này xanh xanh này, cái nút play này đó, để mình nghe nó ra làm sao đó. Bấm thử. Rồi các bạn thấy nó có những cái chỗ mà nó chưa vừa ý lắm, chẳng hạn như chỗ này, cái khoảng này thì nó trống quá, thì bây giờ mình muốn cắt cái này thì làm sao. À, có hai cách. Cách thứ nhất là đây, là cách thứ nhất này, các bạn sẽ bấm vào, nhớ như muốn làm cái lần nào thì phải bấm vào nó một cái cho nó xanh lên cái đã rồi mới làm việc được. Cái cách thứ nhất là mình sẽ để cái mũi tên này nè, để cái con chuột đó vào trên cái đầu tiên của nó, ở cái lần số 0 của nó, rồi các bạn mới bấm bấm trái con chuột nha, rồi giữ đó, giữ con chuột, rồi mình kéo, thấy không? Rồi mình kéo qua đây, mình kéo qua bên 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 phía tay phải của mình đó, kéo tới đâu thì có nghĩa là mình đã cắt cái khúc trắng trắng này, là có nghĩa là mình đã cắt nó rồi đó bạn. Rồi cái khúc đuôi thì cũng vậy. À, khúc đuôi ở đây, bởi ở đây mình đã thu hai lần ở, cho nên là nó phân biệt ra, thì nó sẽ cái phần một nó chỉ tới đây thôi. Bây giờ chỗ này, à, giờ mình muốn chẳng hạn như mình cũng cắt bớt thì cũng bằng cách đó, thì các bạn sẽ bấm chuột vào rồi giữ, rồi bắt đầu mới kéo qua bên trái. Cái này kéo tới thì không, à, kéo tới nó không có gì hết. Và bây giờ mình kéo tới đâu, tới đó, thấy không? Rồi buông ra, có nghĩa là mình đã cắt rồi đó. Sau khi cắt xong rồi thì mình đã đồng ý là lấy cái khúc này thôi, còn cái mấy cái khúc kia thì nó lung tung quá, mình bỏ thì mình cắt bằng cái cách đó. Thì sau khi mà cắt xong như vậy thì mình lại chỉ cái con chuột vào trong cái lằn ở trên cao này nè. Rồi mới giữ con chuột nha, giữ chuột xong cái mình mới kéo, mình mới đẩy nó ra tuốt cái đầu mà số 0, vạch thời gian số 0 này, có nghĩa là ngay ở trên cái đầu thời gian. Và đây là cái đoạn mà chúng ta đã thấy là chúng ta đã vừa ý rồi đó. Và đây là cái cách mà cắt thứ nhì. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta muốn cắt tới đây thì làm sao? Thì đầu tiên là mình cũng là bấm vô trong cái chỗ mà cái vạch thời gian đó đó,
cái vạch thời gian này nè, mình cứ muốn chỗ nào mình bấm vô đó một cái thì nó sẽ chạy tới đó. Rồi chẳng hạn như mình muốn cắt tới đây thì mình bấm cái vạch thời gian cho chỗ đó, rồi mình mới bấm vô trong cái lần này cho nó xanh lên cái đã, và mình tiếp tục vào trong cái chỗ phần edit này, edit này ha. Các bạn thấy chưa, thì mình sẽ chọn một cái là split. Split có nghĩa là tách ra đó, tách ra. Rồi đến giờ này thì nó đã là có một cái vạch ngăn ở đây ra rồi. Thì bây giờ đó thì mình chẳng hạn như mình cũng muốn cắt tới đây, một mình lại muốn bỏ cái khúc đằng sau này, thì mình cũng làm giống hệt như vậy đó. Thì mình sẽ, các bạn thấy không, cứ bấm vô chỗ này nó vừa bấm vậy nó mau hơn ha, vừa bấm vô chỗ cái vạch xám xám này nè, thì nó vừa vừa được cái vạch thời gian mà vừa cho nó xanh lên luôn. Thì mình cũng làm giống như vậy nữa, mình cũng vô trong edit và mình lấy chữ split vô đây. Các bạn thấy không, tức là giữa hai cái này nó đã có hai cái vạch mà mình đã chọn rồi đó, để là mình cắt bỏ những cái tùy mình muốn cho. Có nhiều khi mình lại cắt cái ở giữa cũng được vậy, nhưng mà nó sẽ cắt từ cái chỗ mà mình tách nó ra. Ví dụ giờ tôi muốn cắt bỏ cái phần đầu này nha, thì bây giờ mình lại bấm vô đây, bấm vô nha, các bạn thấy không, sau khi mình đã split có tách nó ra rồi đó, thì mình bấm đầu nó chỉ xanh có cái khúc đó thôi chứ nó không có xanh hết như như lúc đầu. Thì sau khi bạn đã bấm vô cái phần mà muốn cắt nó cho nó xanh lên rồi đó hả, thì các bạn vô trong trở lại cái edit và mình dùng cái chức năng là delete. Delete có nghĩa là mình xóa bỏ đi đó, delete nha. Các bạn thấy không, nó mất hết rồi, cắt rồi. Ở đây cũng vậy, bây giờ chúng ta lại tiếp tục cắt đến cái đuôi. Thì nó cũng giống hệt vậy đó, mình cũng vào đây cho nó xanh lên đó. Rồi mình bắt đầu vô chỗ edit và mình bấm cái delete thì nó sẽ mất thôi. Nhưng mà ở đây tôi muốn ngừng lại một chút xíu để tôi nói với các bạn vậy, là cái mà cái chức năng của cái chuyện mà tách ra split đó, đó nó cũng có hay con cái là mình sẽ muốn cắt đâu mình cắt trong những cái nơi mà mình đã tách nó ra rồi. Còn cái hồi cái cách thứ nhất hồi nãy á, là mình chỉ có khả năng là mình cắt ở hai đầu thôi, ở cái đầu và cái đuôi thôi. Còn cái này bây giờ tôi muốn tắt muốn cắt cái ở giữa cũng được ha, tôi cho nó xanh lên thế giờ. Rồi tôi sẽ lại bấm vô trong cái delete, các bạn thấy rồi, thấy không, có nghĩa nó cắt luôn cái ở giữa luôn. Nó kết luận lại là cái split này nó cũng có nhiều cái hay ho, nó khác với cái cách thứ nhất. Xong bây giờ chúng ta cắt xong rồi chúng ta mới kéo nó kéo nó ra ngay lúc đầu. Tiếp tiếp tôi xin nói là bây giờ mình muốn cho cái âm thanh nó lớn lớn lên hoặc nhỏ xuống thì làm sao. Thì đây thì các bạn sẽ thứ nhất là bấm cho cái này cho nó xanh lên đã. Thì các bạn thấy không, chỉ cái mũi con chuột nó vào đây, các bạn thấy nó có hai cái, có một cái lằn ở giữa và nó có một cái cục mà hai cục xanh xanh đây nè. Bây giờ mình muốn cho nó lớn lên thì bây giờ các bạn chỉ con chuột ngay vào trong cái cục đầu tiên đó, các bạn kéo lên đẩy lên hoặc là hạ xuống. Đẩy lên có nghĩa là âm thanh nó cao hơn, là âm thanh nó lớn hơn. Bây giờ thì cái muốn cho nó mà nó lớn nhỏ nhỏ từ từ thì mình để nguyên thế này, hoặc là mình kéo cái vạch sau này nè cho xuống đây, có nghĩa là âm thanh bắt đầu lớn nó nhỏ từ từ. Còn bằng như mình muốn cho nó hết cái này nó bằng nhau và cái âm thanh nó cũng lớn như nhau thì mình lại kéo nó bằng nhau. Mình coi cái vạch đó nó, cái vạch đó cho nó thẳng đều nhau, có nghĩa là âm thanh nó mới đều, rồi buông ra. Đó là cái cách mà chúng ta làm cho cái âm thanh này nó nhỏ hoặc là nó lớn lên. Đến cái chuyện thứ ba, khi mà chúng ta thu âm á, thì cái âm thanh nó vào một cách bình thường như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn cho nó có những cái hay ho hơn thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng này. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn cái mình vừa mới thu vừa rồi đó, và kế tới là các bạn bấm vô chỗ cái chữ FX này. FX này tức là đây, cái effect là những cái hiệu ứng đó các bạn, bấm vô đây nha, FX.
Thì trong này nó sẽ, các bạn lại tiếp tục bấm vô đây, tiếp cái cục mà phía sau cái chữ mà select an effect này, có nghĩa là chọn một cái hiệu ứng, thì các bạn bấm vào đây, thấy chưa, nó sẽ hiện ra cho coi cho mình chừng này này. Đây là những cái hiệu ứng mà nó cung ứng cho mình, mà cái hiệu ứng mà mình hay xài nhất á, là cái hiệu ứng mà lại có cái tiếng vang, chẳng hạn như mình nói hay là mình hát cái tiếng nó không có được vang lắm thì nó nghe nó không hay. Thì bây giờ thì người ta dùng cái chức năng là reverb, là cái tiếng nó vang 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 ấm 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 ra đó cũng hay, cho nên mình chọn cái nào thì mình chỉ vào cái đó và mình sẽ bấm vào cái đó thì nó sẽ hiện ra đây liền. Thì các bạn sao thấy phía trước này nó có một cái dấu chọn, là nó cái này nó sẽ được có cái đó đó. Và nếu như chúng ta lại đổi ý kiến, chúng ta không muốn nữa thì chúng ta lại bỏ cái này đi, bấm vào cái cho nó trắng ra, có nghĩa là nó không có làm gì đâu. Còn bạn như chúng ta quyết định là sẽ chọn nó thì bấm vào đây nha. Rồi thì khi đó là các bạn sẽ nghe lại cái phần này, thì các bạn sẽ thấy nó khác biệt như thế nào. Và cũng một cái cách như vậy, thì các bạn cứ lựa chọn những cái hiệu ứng theo cái ý mình. Sau khi chúng ta đã thu âm xong và chúng ta đã sửa chỉnh sửa cho nó đàng hoàng xong hết rồi, thì đến cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta sẽ lưu cái việc của chúng ta đã làm để mà sử dụng cho trong những lần tới. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lưu nó như thế này, là các bạn sẽ bấm vào cho nó xanh lên cái mà chúng ta đã làm, đã sửa. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái chữ file ở trên này, và chúng ta sẽ chọn là save as, hoặc là chúng ta mix down to này cũng được ha. Cái nào cũng được hết. Bây giờ chúng ta lấy cái trên đi, tại vì mix down to này là khi nào chúng ta có đến hai ba lần á, là chúng ta mới trụ nó vô nhau thành một một bài đó, thì chúng ta sẽ dùng cái mix down to này. Còn bây giờ chúng ta chỉ có một lần một thôi thì chúng ta lại CA này cũng được. Vậy thì bây giờ chúng ta bấm vào trong cái CA đi, CA. Các bạn thấy không? Nó sẽ hiện ra một cái khung như thế này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái nơi để mà chúng ta lưu cái file vừa làm này. Các bạn thấy ở trong này nó hiện ra là C in, có nghĩa là lưu ở ở đâu, thì nó chọn tự động, nó chọn cho mình là ở trong cái Mixcraft mà project này của nó. Nhưng mà thường thường thì mình tùy theo mình là muốn để ở đâu á, thì mình phải chọn lấy cái của mình. Ở đây tôi cứ ví dụ cho nó dễ là chúng ta cứ chọn cái desktop cho nó dễ ha. Cho nên mình sẽ bấm vào trong cái cục đen này, bấm vô trong cục đen này, rồi mình mới lựa trong cái hiện ra đó cái nơi mà mình muốn. Giờ đây thì chữ desktop, các bạn thấy không? Sau khi đã lựa cái chỗ đã mà để lưu rồi đó, thì chúng ta lại xuống dưới này, chúng ta đặt cái tên cho cái file mà vừa mới mới thu âm đó, chẳng hạn như đặt tên là thí nghiệm, ví dụ vậy ha. Thì mình đánh vô nha, đánh cái tên vô trong này, và cái ở dưới này trong cái chỗ mà save as type, có nghĩa là mình sẽ lưu lại với cái dạng nào thì tùy. Chẳng hạn như các bạn muốn để mà mai mốt mình còn làm lại nữa thì các bạn dùng cái dạng này là MX6. Còn bây giờ chúng ta muốn đem ra ngoài thành là một cái file mà âm thanh luôn để mà mình sử dụng trong chuyện này chuyện kia, thì đừng có dùng cái MX6 này. Tôi xin nhắc lại là khi nào mình dùng cái dạng mà MX6, có nghĩa là nó lưu lại cho mình một cái dạng để rồi mai mốt mình lại mở cái đó ra mình làm tiếp bằng chương trình này. Còn bây giờ chúng ta không muốn xài cái đó mà chúng ta muốn đưa ra thành một cái dạng âm thanh để rồi mình sử dụng vô trong cái chuyện này chuyện kia, chẳng hạn như là để hát hò này nọ, nghe cho vui, thì chúng ta sẽ bấm vào trong cái cục đen này và chúng ta sẽ lựa tùy theo cái yêu cầu của mình mà lựa cái dạng, chẳng hạn như dạng wave, rồi dạng MP3, hoặc là WMA, hoặc là OGG, nó tùy theo cái nhu cầu của mình. MP3, chúng ta sẽ bấm vào nó.
để cho nó ra MP3. Thì các bạn thấy ở đây á, là nó sẽ chọn cho mình với cái dạng là 192. Có nghĩa là cái âm thanh này là khá rồi đó, cho nên mình muốn cho nó thay đổi cái thông số là bao nhiêu. Thì mình sẽ bấm vào trong cái Edit Detail này, bấm vào đây, thấy chưa? Các bạn thấy nó đã chọn cho mình là 192, thì cái dạng này nó cũng là tốt rồi đó nha, là nghe nó cũng rõ lắm. Còn các bạn muốn cho tốt hơn nữa thì các bạn bấm vào trong cái thanh trượt này nè, rồi mình kéo lên cục nữa, thì các bạn thấy không, nó lên tới cái mức là 256 kilobyte per second, có nghĩa là trong một giây thì nó sẽ có là 256 kilobyte. Và bây giờ mình kéo lên hết, nó coi bao nhiêu. Kéo lên hết đó là nó cái dạng là 3320. Cái này là rất là lớn, lớn lắm. Và về cái chất lượng âm thanh thì nó đề là cái chất lượng là tối đa đấy, rất là hay. Nhưng mà thường 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 cái này thì người ta không có xài, là không cần xài lắm đâu. Thứ nhất là nó đưa lên trên Internet đó, thì nó nặng quá, nó lớn quá, nó nặng lắm. Và thứ nhì nữa đó là mình có nghe đó thì mình cũng nghe nó không có được mà phân biệt được là nó hay cỡ nào đâu. Thì thôi, tốt nhất đó, thì chúng ta cũng nên xài cái loại như mà nó đề nghị hồi nãy đó, là cái loại 192 này, là cái loại mà CD quality, có nghĩa là cái chất lượng nó là như là trong dĩa hát, là chất lượng của dĩa hát đó, thì là 192. Còn bằng như mình muốn nhỏ hơn nữa thì thường thường người ta cũng xài là cái loại là 100 128 này này, 128 này, thấy người ta cũng hay xài nhiều lắm. Lý do là tại vì cái size của nó, cái kích cỡ của nó đó, nó nhỏ, cho nên mình mới chuyển tải lên trên mạng đó, nó dễ hơn, nó mau hơn. Thì ở đây thì mình cứ lấy 128 cũng được đi, cho rồi đi ha. Thì sau khi mình đã chỉnh qua 128 rồi thì mình bấm OK này. Các bạn thấy không, bây giờ ở đây nó đã đổi cho mình rồi đó, là 128 kilobyte per second. Sau khi mình đã chọn cho những cái thông số này xong hết rồi thì mình bấm cái chữ save này, bấm save đó. Sau khi mà bởi vì cái này nó ít quá cho nên là nó save rất là nhanh. Thì các bạn thấy thứ nhất là nó sẽ như như cái máy của tôi đó ha. Sau khi mà nó có một cái file âm thanh nào rồi đó, là nó sẽ tự động nó nhảy ra và nó hát liền cho mình nghe. Còn mấy các bạn này thì có thể là không có, bởi vì nó do cái chuyện thiết lập của mình. Cái điều mà chúng ta cần biết là lúc đó cái file mà nó vừa mới làm xong đó, nó đã chạy ra ngoài nơi mà mình tính là lưu lại, thấy chưa? Đây là cái file thí nghiệm mà mình hồi nãy mình đã biểu cho nó lưu lại cho mình, nó nằm ở đây, là nó đây đây. Bây giờ chúng ta thấy là nó là có 52 KB, cho nên nó làm rất là nhanh. Cho file càng nhỏ thì nó làm càng nhanh, và lớn chừng nào thì nó làm hơi lâu một chút. Rồi đến đây thì chúng ta đã biết cái cách thu âm bằng micro, chỉnh sửa và lưu file lại. Đó là những cái gì mà trong cái bài ngày hôm nay chúng ta đã nghiên cứu.